Chào tất cả mọi người. Hôm nay giày Nam Trường Pom để giới thiệu tất cả anh em một mẫu giày lười mới. Mẫu giày lười có mã là GL5688, có hai màu để cho anh em lựa chọn. Màu thứ nhất là màu đỏ mận, màu thứ hai là màu vàng cam. Mẫu giày này thì được nhập khẩu tại Hồng Kông nha anh em. Mẫu giày này thì rất là đặc biệt ở chỗ là được thiết kế bằng 100% da bò thật, nhưng lại được dập vân giả da cá sấu để tạo nên độ đẹp sang thêm cho đôi giày. Mẫu giày rất là đẹp. Về thiết kế thì ở trên mu này có một cái đai ngang bằng kim loại rất là trẻ trung, hình chữ H. Còn lại thì cũng không có gì ngoài khác, ngoài là nhìn sơ qua thì rất là giống một đôi giày bằng da cá sấu thật, nhưng mà nó lại làm bằng da bò. Mặc dù da bò nhưng chất lượng rất là tốt. Về sản phẩm này thì bên mình dám bảo hành cho các bạn 1 năm về da, nếu trong thời gian sử dụng mà tự nhiên da bị bong tróc nổ thì các bạn có thể đem qua cửa hàng để đổi mới đôi khác. Rất là giống da cá sấu đúng không anh em? Họ làm rất là kỹ, nhìn bằng mắt thường thì khó thể nhận ra đây là da bò hay là da cá sấu. Về phần đế thì được làm bằng cao su, đi rất là đi rất là chắc chắn, bám đường và độ đàn hồi rất là tốt nha anh em. Về phần lót thì có logo của thương hiệu sản xuất ra đôi giày này mình. Ok, để mình đi thử một trong hai màu lên chân cho các anh em cùng xem nhé.